Hiền. Hà Đan rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Sập bẫy Trấn Thành, Hiền Hồ chính thức đi hẹn hò với anh Đức. Vì đã lỡ hứa hẹn trên sóng truyền hình trước mặt các đồng nghiệp và khán giả nên Hiền Hồ không thể thức hẹn với đàn anh. Cả hai đồng loạt đăng tải những khung ảnh này để các fan yên tâm, không vào nhà của nữ ca sĩ để cô đòi trả nợ thêm nữa. Cuối cùng cũng có mỹ nhân chịu đi ăn tối với anh Đức. Cách đây vài giờ trên trang cá nhân giọng ca Em Ngày Xưa Khác Rồi vừa chia sẻ khoảnh khắc mình đi ăn sushi tại một nhà hàng. Sẽ chẳng có gì đáng nói khi đây là không gian của hai người và đối phương chính là nam diễn viên hài anh Đức. Cụ thể Hiền Hồ cho hay, đừng ai đòi trả nợ nữa nha, tôi uy tín bảo rồi mà. Trong khi đó, bạn thân Trấn Thành cũng khoe, bạn ấy rất uy tín nha, hôm nay được mời, rồi anh sẽ mời lại nha. Sau bao ngày mong ngóng nhắc khéo các fan thúc giục, thì đến hôm nay cả hai đã có bữa đi ăn tối riêng lẻ hai người. Gương mặt nam diễn viên bị mọi người trêu chọc rằng anh đang hào hứng thấy rõ. Phải chăng đây là buổi hẹn đầu tiên, dù bị gài nhưng lại thành công. Sau bao lần bị gán ghép trên sóng truyền hình, thì hôm nay đã có mỹ nhân xinh đẹp trong showbiz chịu đi ăn tối riêng với anh Đức và các fan lại được dịp chờ đợi thêm lần nam diễn viên mời lại nữ ca sĩ. Hiền Hồ bị gài hẹn hò với anh Đức trên sóng truyền hình. Câu chuyện buổi ăn tối thân mật này bắt nguồn từ một cuộc cá cược tại chương trình Giọng Ấy Giọng Ai. Theo đó, Trường Giang, Trấn Thành, cụ thể, hai nam danh hài đã cố tình gài kèo Hiền Hồ trước phần thể hiện giọng ca của thí sinh tại chương trình. Nếu cô thắng 10 khó chấp nhận hy sinh bỏ tiền mua thức ăn cả năm và ngược lại khi thua yêu cầu rất đơn giản, rằng chỉ cần đồng ý để ăn với anh Đức. Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ và cũng không nhịn được cười khi thấy hai nghệ sĩ hài bất chấp mọi lời lẽ, chỉ để anh Đức được gả bán sau thời gian dài độc thân. Và kết quả đến nay ai cũng biết, vì thua cuộc nên cô buộc phải chủ động gặp gỡ đàn anh như lời hứa với các nghệ sĩ tại game show. Anh Đức được mọi người chú ý nhiều vì anh liên tục bị các đồng nghiệp rao bán gán ghép cho mọi cô gái. Trong khi đó, Hiền Hồ cũng thường xuyên rơi vào nghi vấn hẹn hò với các mỹ nam showbiz Việt như Frey, Bùi Anh Tuấn, Subin Hoàng Sơn. Anh Đức Hiền Hồ đã từng bị Trấn Thành trêu ghẹo trong một số chương trình khác. Nam diễn viên cũng mang hoa đến tặng cho người đẹp nhân ngày cô ra MV mới. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định rằng cả hai chỉ là bạn bè thân thiết, không có chuyện hẹn hò như khán giả đang nghĩ.